Dự đoán của Kremna gần đúng, lộ ra nơi duy nhất trên thế giới có thể ẩn náu. Một quyển sách có tên Lời tiên tri của Kremna được viết vào thế kỷ 19 bởi hai nông dân ở Serbia. Cuốn sách này đã dự đoán khá chính xác về những thay đổi lịch sử của Serbia cũng như diễn biến của hai cuộc chiến tranh thế giới. Nhiều người tin rằng những lời tiên tri trong cuốn sách này cũng dự đoán về sự bùng phát của chiến tranh thế giới thứ ba và chỉ ra khu vực duy nhất trên thế giới sẽ sống sót sau đó. Khu vực nào đã được quyển sách tiên tri tiết lộ? Làm thế nào để là người sống sót sau cùng? Hãy cùng chúng tôi theo dõi hết video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip của chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa nữa nhé. Xin cảm ơn và mời các bạn theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Lời tiên tri về Thế chiến thứ ba. Mặc dù những nông dân này không thể mô tả chính xác những gì họ đã nhìn thấy, nhưng việc dự đoán về một chiếc hộp kỳ lạ có hình ảnh và âm thanh liên kết với một thế giới khác khiến những lời tiên tri trong quyển sách này được người dân Serbia coi trọng không kém gì kinh thánh. Mọi người có thể thông qua chiếc hộp này để nhìn thấy những sự kiện đang diễn ra khắp nơi ở trên thế giới. Lúc đó, họ không biết chiếc hộp kỳ lạ này là gì, nhưng bất kỳ người hiện đại nào cũng có thể dễ dàng đoán ra, đây chính là TV. Cũng giống như khi sách mô tả về một loại chim sắt kỳ lạ, lúc đó mọi người không biết chim sắt là gì, nhưng đến thời Thế chiến thứ nhất, mọi người đã biết rằng con chim sắt ấy là máy bay. Chính vì những lời tiên tri bí ẩn đã trở thành sự thật này mà lời tiên tri của Kremna đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho người dân địa phương. Tuy nhiên, cuốn sách tiên tri này cũng khiến mọi người lo lắng về thế giới sau năm 2050. Bởi trong đó có đề cập đến việc Thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ trong khoảng từ năm 2050 đến 2100. Lời tiên tri của Kremna nói rằng loài người luôn tìm cách khám phá và theo đuổi trí tuệ thiêng liêng, nhưng do sự tồn tại của những kẻ xấu xa, tất cả những nỗ lực này đều trở nên vô ích. Dưới tác động của những kẻ ác, trí tuệ thiêng liêng lại bị lạm dụng. Cái ác lan rộng đến mọi ngóc ngách của thế giới, khiến nền văn minh nhân loại đứng trên bờ vực diệt vong. Tiếp theo, loài người sẽ phải đối mặt với một làn sóng diệt vong, chẳng hạn như nạn đói toàn cầu, các loại virus khó chống lại cùng với những cuộc chiến tranh tràn lan khắp nơi. Nhiều người bắt đầu trốn khỏi thành phố để về nông thôn, nhưng nguồn thực phẩm ở nông thôn cũng chẳng còn dồi dào, bởi mọi loại cây trồng đều bị nhiễm độc. Nếu mọi người vẫn ăn những thức ăn này, họ sẽ qua đời trong thời gian rất ngắn. Bên cạnh đó, những lời tiên tri còn nhắc đến nhiều cảnh chiến tranh. Họ thấy rằng con người đã sử dụng một loại bom lạ, bởi khi nổ, nó không gây ra thiệt hại gì, nhưng lại khiến vô số người tan vỡ thành từng mảnh. Một số ý kiến cho rằng, lời tiên tri trong quyển sách nhắc đến có thể là những vũ khí sinh học, bởi chúng chỉ gây tổn hại cho con người. Tuy nhiên, những lời tiên tri trong quyển sách không đề cập đến vũ khí hạt nhân. Đây có lẽ là một điều may mắn, bởi nếu chiến tranh hạt nhân bùng phát, toàn bộ nền văn minh nhân loại có thể bị hủy diệt. Đối với tình hình Serbia, lời tiên tri của Kremna đề cập rằng quốc gia này sẽ không bị cuốn vào chiến tranh. Nhưng lãnh thổ Serbia cũng sẽ chịu những ảnh hưởng nặng nề của cuộc giao tranh. Chẳng hạn, sẽ có vô số những người đang cháy rơi từ trên không. Hình ảnh ấy được hiểu là những phi công bị bắn rơi trên máy bay chiến đấu. Trên đây chính là những dự đoán trong lời tiên tri của Kremna về Thế chiến thứ ba. Do cả hai cuộc chiến tranh thế giới đều được quyển sách này tiên đoán chính xác, nên người dân Serbia vô cùng tin tưởng vào lời tiên tri về Thế chiến thứ ba. Vậy liệu Thế chiến thứ ba có thực sự sắp bùng nổ trong thời gian tới không, khi nhiều nhà tiên tri khác nữa cũng đưa ra những dự đoán về cuộc chiến này? Thế chiến thứ ba sẽ dẫn đến mùa đông hạt nhân. Một nhà phong thủy lừng danh ở Trung Quốc tên là Tăng Sĩ Cường cũng từng tiên đoán về Thế chiến thứ ba. Ông cho rằng bất cứ sự kiện gì cũng đều có một quy luật nhất định. Và nếu đã có Thế chiến thứ nhất và thứ hai, thì tất nhiên Thế chiến thứ ba sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Tuy nhiên, Thế chiến thứ ba có thể khác biệt so với hai lần trước, bởi vì hiện nay mọi quốc gia đều sở hữu vũ khí hạt nhân. Trừ khi chúng ta điên cuồng tự hủy diệt lẫn nhau, nếu không, Thế chiến thứ ba sẽ không xuất hiện dưới một hình thức của chiến tranh. Thay vào đó, cuộc chiến có thể diễn ra trên các lĩnh vực như tài chính, công nghệ, thương mại và nhân sự. Sự cạnh tranh ở mọi khía cạnh khác nhau sẽ là một cuộc chiến tranh lạnh mạnh mẽ hơn.
nhiều người tin rằng dự đoán của giáo sư Tăng Sĩ Cường có khả năng xảy ra. Bởi suy cho cùng, không ai có thể chịu đựng nổi rủi ro của chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, nếu không muốn kích động chiến tranh, làm thế nào một quốc gia tham vọng có thể đạt được mục đích kiềm chế, phản kháng, cách mạng hoặc lật đổ? Tất nhiên, các nhà lãnh đạo của quốc gia này sẽ phải tìm cách khác, chẳng hạn như một số biện pháp bá quyền. Ngoài ra, nhà tiên tri nổi tiếng thời Trung Cổ, Nostradamus cũng đã dự đoán về Thế chiến thứ ba. Ông đã viết trong các thế kỷ rằng, một số người sẽ khơi mào cuộc chiến tranh thứ ba, cuộc chiến sẽ kéo dài 27 năm và bất cứ ai không phục tùng sẽ bị xử tử hoặc lưu đày. Mọi người chỉ có thể tuyên chiến để chống lại điều này. Trong cuộc chiến đó, thế giới sẽ chứng kiến những ngày không có mặt trời, bầu trời âm u và nhiệt độ giảm mạnh kéo dài trong 7 tháng, khiến hàng tỷ người thiệt mạng. Một số người cho rằng lời tiên tri này báo hiệu sự bùng phát của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Chỉ có sự hình thành của mùa đông hạt nhân sau cuộc chiến tranh hạt nhân mới có thể khiến ánh sáng bị che khuất, đẩy thế giới vào bóng tối và gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt của nhân loại. Tuy nhiên, lời tiên tri của Nostradamus không chỉ ra thời gian của Thế chiến thứ ba, cũng không nói về sự trỗi dậy của các lực lượng hiếu chiến vào thời điểm nào. Hơn nữa, Nostradamus đã cách chúng ta gần một thế kỷ. Và mặc dù một số dự đoán của ông đã ứng nghiệm, nhưng cũng có không ít dự đoán thiếu chính xác. Ông từng cho rằng, vào năm 1999, sẽ có một chủng khủng bố từ trên trời giáng xuống, gây ra những cuộc chiến không hồi kết. Dự đoán trên đã gây hoang mang cho rất nhiều người, tương tự như lời tiên tri về ngày tận thế của người Maya vào năm 2012. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng không có chủng khủng bố nào xuất hiện vào năm 1999 và lời tiên tri của Nostradamus đã sai hoàn toàn. Ngoài ra, tỷ phú công nghệ hàng đầu thế giới Elon Musk cũng đưa ra tiên đoán về Thế chiến thứ ba, khi ông tuyên bố vào tháng 10, 2023 rằng thế giới đang âm thầm bước vào cuộc chiến tranh thứ ba, đặc biệt là xung đột ở Ukraine và giải Gaza sẽ làm cho quá trình dẫn đến Thế chiến thứ ba sẽ càng tồi tệ hơn, thậm chí gây ra thảm họa toàn cầu. Hiện nay, thế giới đang ở trong một trạng thái mơ màng, không có quy tắc. Điều này khiến nền văn minh của nhân loại đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Thế chiến thứ ba sẽ phụ thuộc vào sức mạnh công nghiệp. Ai có sức mạnh công nghiệp lớn hơn thì sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Vào ngày 5 tháng 4 năm 2024, Elon Musk một lần nữa đưa ra dự đoán rằng do sự ngớ ngẩn của một số người nào đó, thế chiến thứ ba sẽ xảy ra nhanh hơn. Tất nhiên, Elon Musk không phải là nhà tiên tri, nên những dự đoán của ông cũng dựa trên ý thức chủ quan và mục đích cụ thể. Ngoài ra, hiện nay còn vô số những lời tiên tri khác về Thế chiến thứ ba sẽ diễn ra trong tương lai, khiến nhiều người hoang mang. Vậy nếu cuộc đại chiến này xảy ra, thì nhân loại sẽ phải đi đến đâu để có thể thoát khỏi thảm họa? Nơi duy nhất tồn tại trong Thế chiến thứ ba. Hầu hết những dự đoán trong lời tiên tri của Kremlin dường như đã diễn ra một cách chính xác. Điều đáng mừng là không những quyển sách này tiết lộ thời gian cụ thể khi Thế chiến thứ ba bùng phát, mà còn tiết lộ rằng một lục địa sẽ trở thành nơi duy nhất sống sót. Vậy đó là lục địa nào trong số 7 lục địa trên thế giới? Lời tiên tri của Kremlin đề cập đến một ngọn núi có 3 cây thánh giá, chính là nơi an toàn, bởi đó là nơi duy nhất trên thế giới không bị ô nhiễm, vẫn duy trì được sự thanh tịnh. Nơi đây được lời tiên tri của Kremlin mô tả là vùng đất thiêng được bao quanh bởi biển cả và nằm ở rìa thế giới. Nó có diện tích lớn, gần bằng cả châu Âu và chưa từng bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm hoặc các cuộc chiến tranh. Vùng đất này sẽ là nơi sẽ cung cấp sự bảo vệ và cứu rỗi cho những người tìm kiếm nơi trú ẩn. Mặc dù ban đầu có nhiều người nghĩ đó chính là Nam Cực, nhưng điều kiện sống khắc nghiệt tại đây sẽ không thể bảo vệ được những người tìm cách sống sót. Có thể nhà tiên tri nông dân trong lời tiên tri của Kremlin đã đề cập đến châu Úc. Một vùng đất rộng lớn, xa lánh khỏi các chiến trường mà vẫn chưa bị Nhật Bản chiếm đóng trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Điều quan trọng nhất là 3 cây thánh giá được đề cập trong lời tiên tri được thể hiện đầy đủ trên cờ của Australia. Cờ của Australia bao gồm cờ của Vương quốc Anh cùng chòm sao Nam Thập Tự. Điều này hoàn toàn phù hợp với ý tưởng 3 cây thánh giá. Vì vậy, một số người tin rằng Australia, nơi nằm xa khỏi tâm điểm chính của Thế chiến thứ 3, có thể sẽ là nơi ẩn náu lý tưởng. Tuy nhiên, Thế chiến thứ 3 vẫn chỉ mới ở giai đoạn tiên tri, không phải tất cả các lời tiên tri đều trở thành sự thật. Bạn có nghĩ rằng Thế chiến thứ 3 thực sự sẽ xảy ra? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận.
Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.